Ủy ban Kinh tế Quốc hội vừa phát hành báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014 do Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện. Trong đó, báo cáo khuyến nghị trả lương cho giám đốc doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường, chứ không nên theo bản lương của nhà nước như hiện nay. Nhiều kiến nghị cho quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã chiếm hết một chương trong bản báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2014, gồm 7 chương trong đó vấn đề trả lương cho người quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước được báo cáo đề xuất là trả theo cơ chế thị trường đây là đòn bẫy cơ bản được sử dụng để làm hài hòa lợi ích của người quản lý và người chủ sở hữu là họ được trả lương theo hiệu quả và kết quả hoạt động của doanh nghiệp do họ quản lý điều hành vì vậy mức lương của những người quản lý này nên tương đương với vị trí cùng loại trên thị trường lao động Tuy nhiên, điểm thú vị là báo cáo cũng đề cập đến thực trạng tiền lương của người quản lý doanh nghiệp nhà nước được cho là quá cao so với mặt bằng thị trường hiện nay chứ không còn thấp như cách đây 10 năm. Bản báo cáo cũng phê phán cách áp trần tiền lương cho các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp nhà nước để chế tài việc trả quá cao là không hợp lý và gây khó khăn cho việc chọn người giỏi báo cáo kinh tế vĩ mô là ứng phẩm được nhóm tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô mag xây dựng trong khuôn khổ dự án hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô do undp tài trợ và ủy ban kinh tế chủ trì